Nếu không muốn da của mình 30 tuổi mà nhăn nheo như da 40 tuổi thì chị em nhất định phải có 5 món đồ này trong chu trình chăm sóc da của mình nhé. Đầu tiên đó chính là kem chống nắng. Nguyên nhân dẫn đến lão hóa da, sạm nám, nếp nhăn chính là do ánh nắng mặt trời. Phải bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời là bạn đã chống lại được đến 80 chu trình lão hóa rồi. Tia UV nó sẽ tấn công da, gây ra đứt gãy cái bộ khung collagen và elastin khiến da của chúng ta chảy xệ. Ánh nắng sẽ tạo ra các cái gốc tự do tấn công và gây hại cho làn da, khiến cho da của chúng ta lão hóa nhanh hơn. Chính vì vậy bạn cần phải có kem chống nắng với chỉ số SPS 50+, PA+ nhé. Thứ hai đó chính là kem mắt. Đôi mắt chính là nơi mà lộ rõ nhất cái dấu hiệu lão hóa trên gương mặt của bạn. Đôi mắt khi mà bị thâm quầng hoặc bị nhăn nó sẽ tố cáo tuổi tác của chúng ta. Chính vì thế muốn trẻ trung hơn, bạn cần phải sử dụng kem mắt đặc thù để ngăn ngừa lão hóa thật là tốt. Và bạn hãy chọn cho mình dòng kem mắt có cái thành phần làm dịu da, giảm thâm quầng và mờ nếp nhăn. Ví dụ như là những dòng có chứa HA, vitamin B5, trà xanh, vitamin C và ceramide nhé. Thứ ba đó chính là serum chống oxy hóa. Các cái gốc tự do từ môi trường chính là một cái nỗi lo rất lớn cho làn da của chúng ta. Chúng tấn công vào các tế bào da khiến cho da của chúng ta bị chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn, xỉn màu. Vì thế bạn cần phải chọn cho mình một loại serum chống oxy hóa để đẩy lùi các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa. Có các thành phần như là vitamin C, vitamin E hoặc là cái công thức kết hợp giữa vitamin C, vitamin E và acid hyaluronic. Thứ tư đó chính là một lọ kem dưỡng ẩm. Làn da của chúng ta mà bị thiếu ẩm sẽ làm giảm tốc độ đàn hồi trên da, khiến cho da của chúng ta bị nhăn nheo. Da mà khô thì rất là dễ nhạy cảm và bị tổn thương trước các cái gốc tự do và ánh nắng mặt trời. Vì thế dưỡng ẩm đầy đủ cho da, tạo một cái hàng rào bảo vệ thật là tốt, chính là tiền đề cho làn da chắc khỏe. Chính vì vậy mà bạn nên lựa chọn cho mình một loại kem cấp ẩm, dưỡng ẩm phục hồi, tăng cường cái hàng rào bảo vệ có thành phần như HA, vitamin B5, ceramide hoặc là một số cái hoạt chất dưỡng ẩm hiệu quả nhé. Nếu như bạn đang chưa có 5 món đồ đó cho chu trình làm đẹp của mình thì bác sẽ gợi ý cho bạn 5 sản phẩm này nhé.